Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam ASEAN và lễ công bố thương hiệu mạnh ASEAN 2024 vừa được tổ chức thành công tại Marina Bay Sands, Singapore. Tại sự kiện, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư phát triển Lê Gia, bác sĩ Lê Quý đã vinh dự nhận giải sản phẩm dịch vụ chất lượng ASEAN 2024. Đây là niềm tự hào và là kết quả xứng đáng cho những đóng góp ý nghĩa mà đơn vị này đã mang đến cho cộng đồng sắc đẹp Việt trong những năm qua. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi là đại diện của Việt Nam nên nhận giải thưởng sản phẩm dịch vụ chất lượng ASEAN 2024 với phương pháp nâng mũi X99 của mình. Từ nay thì tôi sẽ ngày càng cố gắng và trau dồi kiến thức hơn nữa để đóng góp nhiều hơn vào ngành làm đẹp Việt Nam và thế giới. Trong suốt sự nghiệp hoạt động về lĩnh vực thẩm mỹ của mình, bác sĩ Lê Quý cùng công ty Lê Gia đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng danh giá. Và giải thưởng mang tầm châu lục ASEAN 2024 đã phần nào giúp đơn vị này chạm gần hơn đến khát vọng kiến tạo vẻ đẹp hoàn mỹ cho phái đẹp trên khắp thế giới.